đầu gì mà khó thở nữa, khó thở không ngủ được, giật mình mơ man ngủ đang nằm mơ gì mà. Thế là lúc đó là anh khi người ta đầu anh chỉ biết thì anh ngủ để tắt điện. Nhưng mà nó chỉ là hay nằm mơ, cứ nằm xuống là nằm mơ cái tới sáng. Tức là giấc ngủ nó không sâu. Không sâu. Dạ. Phạm Hồng Vinh. Phạm Hồng Vinh. Dạ vâng. Thì anh Vinh cho em biết thôi là địa chỉ ạ, số điện thoại cũng là nghề nghiệp của anh. Địa chỉ thì Tân Phong Tân Vinh. Còn địa chỉ là dạy tổ 1 ấp Chạy Mỹ, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh. Còn số điện thoại 0974 466 888. Nghề nghiệp của anh là làm gì ấy? Làm thợ bạc. Thợ bạc 25 năm. Nhưng mà tức là mình thì cảm giác là rất là không sâu rồi, sao nó cứ giật mình hoài. Tiêu cực chúng ta thấy là gặp phải rất nhiều vấn đề có thể stress lâu ngày dẫn đến cái tác động đến rất nhiều bệnh lý, ví dụ như là cái tình trạng đau đầu, hoặc là ví dụ như là tình trạng tăng huyết áp, hoặc là ví dụ như bệnh lý về mệt mỏi cơ thể và cái sự lạc quan về tinh thần kém đi, kèm theo như tình trạng mất ngủ, hoặc ví dụ như là tình trạng bệnh lý như là suy giảm trí nhớ, hoặc một số người tác động với tim mạch, ví dụ như huyết áp bệnh nhân tăng, hoặc những bệnh lý về thí dụ như là đau nhức về xương khớp, rồi đau lưng, rồi bệnh lý về tiêu hóa. Bữa có coi trên TV á, người ta nói về cái triệu chứng mà suy nhược thần kinh này nè. Như VTV4 không? VTV2 đúng không ạ? Tức là một cái chuyên đề về sức khỏe gì? Về sức khỏe. Về sức khỏe. Là cái chuyên đề. VTV2 là cái chương trình sức khỏe cho mọi người. Đúng rồi. Dạ đúng không? Chủ nhật đúng không? Rồi nó có nhiều chương, nó mỗi tuần nó ra một cái chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hôm đó là chuyên đề về sức khỏe, về thần kinh. Chuyên đề sinh nhật thần kinh. Thế là anh mới xem rồi một lúc đó người ta muốn nói về cái sản phẩm kim lần hai rồi mình mới biết. Dạ. Biết là đi tìm mua cũng không biết là mua ở đâu nữa. Tại vì ở đây là vùng sâu xa, mua không biết mua ở đâu. Tức là khi mà anh nghe cái chương trình sinh nhật thần kinh ấy thì anh có thấy có triệu chứng giống mình không ạ? Nó y vậy đó. Tức là thấy giống hết sao mà ông giáo sư gì đó ông nói là nó sao mà sao bệnh này chứng bệnh mình dữ gì cần. Cái đầu mới đi tìm mua cái kim thần thang uống. Đâu có liên lạc với ông á? Không có liên lạc. Dạ. Yeah. Đi kiếm mua không có. Cái đầu mới lên mạng tìm cái gọi là cái nhà tư vấn á. Người ta mới cho cái địa chỉ đi mua. Rồi mới lên mua được. không còn khó tập trung nữa. Tức là lúc đó là mình đã kiểm soát được cái suy nghĩ của mình, kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Chưa nghe này nói chân nói bị đang rám nó quanh ta không đó là lúc đầu là lúc đầu đúng rồi. Nhưng mà uống dần tới giờ là cái thần kinh làm như là nó ổn định luôn. Tức là khi mà mình mới bắt đầu sử dụng thì mình đã bắt đầu là mình thấy sức khỏe mình đã cải thiện như thế nào anh ha? Ngủ cũng được, sáng thì dậy cũng thấy khỏe. Thế hiện nay không biết anh có còn dùng kim thần thang đấy? Còn. Thế là anh bắt đầu sử dụng kim thần thang là từ khi nào ạ? 6-7 tháng. Chắc cũng ở 6 tháng. 6 tháng. Thế thì khi mới bắt đầu sử dụng mình thấy có cải thiện không ạ? Hôm đầu là thấy bớt liền. Ông nói uống bắt đầu uống một hộp uống hết.
bắt đầu mình uống một lần ba viên, sáng ba viên, chiều ba viên, và uống khoảng một hộp xong mà thấy sức khỏe nó cải thiện được rồi, nó cái triệu chứng mà hồi hộp mà lo lắng á, làm như nó giảm nhiều lắm. Uống bát chứ luôn. Cái đầu mua thêm một hộp nữa. Rồi uống uống rồi, rồi cảm thấy sức khỏe nó tốt, rồi người ta kêu đi làm, rồi đi làm luôn tới giờ luôn, không có nghỉ luôn. Thế là anh chỉ mới bắt đầu sang hộp thứ hai thì anh đã thấy người khỏe lên, khỏe rồi và rồi. Mình bắt đầu có đi làm được rồi. Làm đi làm việc. Phần của kinh thần khang cái thành phần từ thảo dược, ví dụ như là từ hợp hoan bì rồi táo nhân rồi viễn trí rồi ngũ vị, nó vừa có tác dụng an thần mà nó giúp kiện tỳ, kèm theo nữa nó có tác dụng tăng cường lưu thông khí huyết. Vậy như vậy nó hỗ trợ rất là tốt để hỗ trợ các cái triệu chứng của suy nhược thần kinh gây ra, ví dụ như là mất ngủ rồi cái tình trạng mệt mỏi ăn kém. Với những thảo dược quý này, chỉ với 4 đến 6 viên kim thần khang mỗi ngày sẽ giúp cải thiện những triệu chứng khó chịu của bệnh.